Này Thiện Nam tử, đối với địa giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì địa thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải đà pháp có thể tham ái, vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này Thiện Nam tử, đối với vô minh ngươi chớ sanh tham ái đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng chớ sanh tham ái vì sao vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ ưu não chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử, đối với bố thí ba la mật đa, ngươi chớ sanh tham ái. Đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với pháp không nội, ngươi chớ sanh tham ái. Đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện nam tử, đối với chân như ngươi chớ sanh tham ái, đối với Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải là Pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện nam tử, đối với thánh đế khổ, ngươi chớ sanh tham ái. Đối với thánh đế tập diệt đạo, cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? vì thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không ngày thiện nam tử đối với bốn tịnh lự ngươi chớ sanh tham ái đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chớ sanh tham ái vì sao vì bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử, đối với tám giải thoát ngươi chớ sanh tham ái, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với bốn niệm trụ ngươi chớ sanh tham ái, đối với bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi chi thánh đạo cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.